áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện học, tải ngay áp về danh. Chào mừng các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của Việt Sách, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Các con thân mến, cô trò chúng mình đang cùng nhau tìm hiểu chủ đề số 2, chủ đề bé và bà. Ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học số 2 của chủ đề 2, bài Ô Thanh Nhã. Mời các con mở sách giáo khoa trang 22 để cùng cô đi tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Và như mọi khi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động khởi động. Trong hoạt động khởi động ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau quan sát cho cô bức tranh ở trên màn hình, hoặc các con có thể quan sát bức tranh ở trong sách giáo khoa của mình nhé. Quan sát bức tranh và cho cô biết có những đồ vật và cảnh vật gì ở trong bức tranh này. À, bà thì đang nghĩ về một mâm cỗ. Quan sát chúng ta có thể thấy trên mặt bàn có rất nhiều những đồ đạc khác nhau. Ở đây có một cái rổ. Ở đây trên mặt bàn có hai con cá là cá rô và cá hố. Ở đây có ba chiếc tô. Bạn nhỏ thì đang cầm một cái đĩa. Trên cái đĩa này có một cái dĩa và một cái muỗng. Hình như bà và bạn nhỏ đang cùng nhau chuẩn bị để làm một mâm cỗ đấy các con ạ. Vậy, sau khi quan sát bức tranh này, chúng ta sẽ có các từ: cỗ, cá rô, cá hố, tô, dĩa, nĩa, đĩa, muỗng. Ở đây các con thấy điểm chung của từ tô, từ cá rô, cá hố và cỗ là nó đều có chứa âm ô. Ngoài ra, từ cỗ, từ dĩa, từ nĩa, từ đĩa và từ muỗng có điểm chung đó là đều có thanh nhã. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài học ngày hôm nay, âm ô và thanh nhã. Trước tiên, chúng ta cùng nhau luyện đọc âm ô. Trên màn hình của các con, đây là âm ô in thường. Đây là âm ô in hoa. Đây là chữ ô viết thường. Và đây là chữ ô viết hoa. Mời các con luyện đọc cùng với cô. Ô. 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 Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau luyện đọc âm ô. Bây giờ cô mời các con quan sát cho cô bức tranh trên màn hình và cho cô biết bức tranh này vẽ gì. À, bức tranh này vẽ cô giáo. Vậy cô có từ cô. Mời các con đánh vần cùng với cô nhé. Cờ, ô, cô, cô. Lại một lần nữa nào. Cờ, ô, cô, cô. Từ cô có chứa âm ô chúng mình vừa được học. Ở đây quan sát bức tranh số 2, các con thấy bà và bạn nhỏ đang chuẩn bị mâm cỗ trung thu. Bởi vì ở đây chúng ta thấy bạn nhỏ thì đang cầm đèn ông sao và trên mặt bàn lại có một đĩa bánh trung thu. Mời các con cùng cô đánh vần từ cỗ. Cờ, ô, cô, ngã, cỗ, cỗ, cờ, cờ, ô, cô, ngã, cỗ, cỗ. Từ cỗ có chứa thanh ngã. Vậy, cô và các con chúng ta vừa luyện đọc hai từ là từ cô và từ cỗ. Mời các con đọc lại cùng cô. Cờ, ô, cô, cô. Cờ, ô, cô, ngã, cỗ, cỗ. Từ cô và từ cỗ có điểm giống nhau là nó đều có chứa âm cờ và âm ô. Tuy nhiên điểm khác nhau là từ cỗ thì có chứa thanh ngã, còn từ cô
thì không chứa thanh ngã. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần viết. Trong phần viết ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con cách viết âm ô, từ cỗ và số 7. Mời các con cùng cô quan sát âm ô. Âm ô cao 2 ô ly, rộng 1 ô ly rưỡi và trên đầu âm ô thì có dấu mũ. Mời các con quan sát cách viết âm ô. Vừa rồi các con đã quan sát cách viết âm ô. Tiếp theo, chúng mình cùng nhau quan sát cách viết từ cỗ nhé. Từ cỗ gồm âm cờ đứng trước, âm ô đứng sau, dấu ngã trên đầu âm ô. Các con hãy quan sát cách viết từ cỗ. Vừa rồi các con đã được quan sát cách viết từ cỗ. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau quan sát cách viết số 7. Số 7 thì cao 2 ô ly và rộng 1 ô ly. Cô mời các con quan sát cách viết số 7. Vừa rồi các con đã quan sát cách viết âm ô, tiếng cỗ và số 7. Bây giờ các con hãy lấy bảng con ra, chúng ta luyện viết. Khi đã viết thành thạo rồi, các con sẽ lấy vở tập viết ra và hoàn thành những nhiệm vụ mà vở tập viết đưa ra cho các con nhé. Nếu các con đã viết xong vở tập viết rồi, chúng mình sẽ cùng cô chuyển sang phần đọc. Trên đây là hình ảnh của chiếc ô. Cô có từ ô. Hình ảnh số 2. Ở đây, sách giáo khoa đã phóng to bộ phận mà sách giáo khoa muốn đề cập đến. Đó chính là phần cổ. Cô có từ cổ. Bạn nhỏ thì đang được bố bế trên tay. Chúng ta có từ bố. Ở miền Bắc thì gọi là bố. Còn ở miền Nam, chúng ta hay gọi là ba. Bây giờ mời các con luyện đọc cùng với cô những từ này nhé. Ô, ô, cờ ô cô hỏi cổ, cổ, cờ ô cô hỏi cổ, cổ, bờ ô bô sắc bố, bố, bờ ô bô sắc bố, bố. Tiếp theo, chúng ta cùng đọc câu bà có cỗ. Mời các con đánh vần cùng cô. Bờ A ba huyền bà, cờ o co sắc có, cờ ô cô ngã cỗ, cỗ. Chúng mình có câu bà có cỗ.
đọc lại một lần nữa nào. Bà, có, cỗ. Quan sát hai hình ảnh này, các con có thể thấy hai bạn nhỏ đang chơi trò lái ô tô. Cô có từ ô tô. Từ ô tô có chứa âm ô. Mời các con đọc và đánh vần cùng cô. Ô. Tờ ô tô. Ô tô. Đọc lại nào. Ô tô. Vậy là trong bài này, cô đã hướng dẫn các con quan sát tranh. Từ đó thì chúng mình tìm được rất nhiều từ như tô, cá rô, cá hố, cỗ, dĩa, nĩa, đĩa, muỗng. Từ tô, từ cá rô, cá hố và cỗ có điểm chung là có chứa âm ô. Cả tiếng muỗng cũng có chứa âm ô đấy. Còn các từ cỗ, dĩa, nĩa, đĩa và muỗng thì giống nhau ở chỗ đều có thanh ngã. Không chỉ thế, cô đã giới thiệu tới các con chữ ô in thường, chữ ô in hoa, chữ ô viết thường và chữ ô viết hoa. Và đặc biệt hơn là chúng mình đã thấy được sự giống và khác nhau giữa tiếng cô và tiếng cỗ sau khi chúng mình đọc đánh vần và đọc trơn. Đặc biệt, trong tiết học ngày hôm nay, các con đã biết viết thêm chữ ô, chữ cỗ và số 7. Sau khi đã tìm hiểu xong bài này, cô mời các con chúng ta hãy luyện đọc thật kỹ cho cô bài ô và thanh ngã. Sau đó, lấy vở tập viết, hoàn thành vở luyện viết giúp cô. Bài học của chúng mình ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con trong những tiết học tiếp theo của Việt Sách nhé. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.